Hay trêu về vợ em, nhiều khi vợ chồng rồi ấy nhưng mà còn e ngại nhiều thứ lắm. Em hù vợ em bảo trời ơi, trời chồng ơi, bây giờ vợ đi tắm mà còn áp lực hơn đi thắp giảng nữa. Thanh Vân và Quốc Hận xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xinh quá. Xin chào hai vợ chồng vừa bước ra, có nghe một cái câu nói của cô em gái của Quốc Thuận không? Mọi người có nghe không ạ? Ôi dồi, cô dâu xinh quá anh ạ. Dạ, lời đầu tiên thì cho xin phép em được gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, đến chị Thanh Vân và chào toàn thể các đồng chí khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Văn Hoàn, hiện tại thì đang công tác tại đơn vị sư đoàn 9 của quân đoàn 4. Năm nay em 31 tuổi ạ. 31 tuổi? Dạ. Còn trẻ quá luôn á. Nhưng mà cái cấp vị của Hoàng đó là gì ạ? Chức vụ của em là đang là phó đại trưởng. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Thanh Vân ạ. Em xin chào tất cả các vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Trần Thị Lệ ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em ở Thanh Hóa. Công việc hiện tại của em là giáo viên tiểu học ạ. Hiện đang công tác tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn ạ. Chào mừng em. Hôm nay đúng là mình gặp một cặp đôi là trai tài gái sắc đúng không anh? Đúng. Trời ơi, tuyệt đẹp luôn ấy. Mà anh thắc mắc đó Vân. Dạ. Anh thắc mắc là anh thì là làm trong doanh trại quân đội. Mà đây thì là làm giáo viên. Cái gì, cái cơ duyên nào mà gặp nhau ta? À đúng rồi. Sao mà gặp được nhau vậy? Đúng không? Vâng. Dạ. Thật ra thì hai vợ chồng em ấy, là cùng quê với nhau. Mà ngoài quê là chúng em là hàng xóm với nhau ấy ạ. Nhưng mà vì anh lớn hơn tuổi em cho nên là từ nhỏ đến lớn em không bao giờ gặp anh cả. Mãi khi em đi vào trong Sài Gòn em đi công tác á, thì em đi đám cưới cùng mẹ thì gặp mẹ của chồng em ở trong đám cưới. Mẹ chồng em thì cũng nói vui đùa một câu là ôi nhìn cháu lớn quá, cháu có muốn làm con dâu bác không? Em cũng không biết là nhà mẹ chồng em có chồng em luôn á. Em cũng nói đùa lại mẹ em là dạ cháu có. Xong rồi hôm đó bác về chắc là bác cũng cho số điện thoại cho chồng em. Thì hai hôm sau thì thấy nick Facebook của chồng em kết bạn với em. Thời gian đầu là đâu có được gặp nhau đâu anh. Nói chuyện qua Facebook là khoảng tầm phải tầm 4 tháng. Thì trong quá trình nói chuyện với nhau ở trên điện thoại á, thì em không có bao giờ gọi video call cả. Nhưng mà ảnh có gọi video call cho em không? Anh gọi video cho em nhưng mà em không chấp nhận. Em chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi à. Em cũng ức chế lắm. Nhưng mà không làm gì được. Bây giờ bạn nữ em khó tính lắm, vợ em khó tính lắm. Dạ. Rồi đến lúc lần đầu tiên nhìn mặt anh thì thấy sao? Dạ, anh cũng hay chụp hình tự chụp cho em lắm. Gửi hình cho em thì trên hình em thấy đẹp trai quá trời. Trên hình em thấy đẹp trai quá trời. Da trắng này, mê rồi. Dạ, mắt to này, dáng body xăm mũi cao cỡ 1m8 ạ. Ôi, mà bộ đội mà da trắng hả? Dạ đúng rồi. Em cũng không biết là anh chỉnh qua mấy cái app nữa. Em cũng không biết là anh chỉnh qua mấy cái app nữa. Bây giờ hỏi Hoàng nè. Dạ. Lúc đó là anh dùng app gì? Anh dùng app có dùng app không? Hồi đó em cũng chỉnh sửa dữ lắm anh. Trời ơi. Sao em nhưng mà đến bao lâu thì mới gặp mặt thật? Tụi em nói chuyện với nhau cỡ 5-6 tháng gì đó. Thì tụi em mới hẹn nhau gặp nhau. Anh hẹn em là anh đứng ở trước cổng nhà chờ em rồi mình đi chơi. Thì hôm đó em tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp lắm, đi ra để đi tìm anh ấy. Thì em chẳng thấy anh đâu cả. Thấy có mỗi cái chiếc xe máy đang có một người, có một người đàn ông đang ngồi trên đó. Giống như một ông chú vậy đó. Giống như một ông chú vậy đó. Hậu quả bị xài áp đó nghe chưa? Vừa lùn, vừa đen, lại còn già nữa. Cái em tính chạy lại hỏi là chú có thấy cái anh cao to đẹp trai nào đứng đây chờ con không? Cái anh quay lại, anh bảo, ủa em hả? Lệ hả? Ủa anh Hoan nè. Em đứng hình mất khoảng độ 5 giây ấy. Xong em nghĩ trong đầu là hay là mình quay xe nhở. Xong cái em bảo là mình quay xe lúc này thì chắc là bất lịch sự lắm. Thôi ráng đi chơi với anh đêm nay đi rồi mai quay xe sau. Lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời đó. Thì thấy cô ấy như thế nào?
Em lần đầu tiên em gặp cô ấy ngoài đời thì em không gọi là vỡ mộng mà em thấy bất ngờ. Bất ngờ gì? Bởi vì cô hôm đó cô make up cô mặc đẹp lắm. Xinh đẹp quá. Hơn cả hôm đi đám cưới ấy, xinh quá. Đêm đó đi chơi thấy làm sao? Đêm đó thì em chở vợ em đi ra bến Nhà Rồng với ra chỗ phố đi bộ Nguyễn Huệ quận Nhất anh. Thì đi chơi thì hai đứa hôm đó là cũng trời mưa. Mưa thì bắt đầu mới đi đến chỗ đó trú. Thế là em cũng ngồi nói chuyện gặp vợ em là em bớt run à. Cho nên là em nói chuyện được nhiều lắm. Vợ em thấy cũng khoái khoái. Hai người lúc đó là đã cảm thấy thích nhau luôn chưa? Hay là phải một thời gian sau mới thích? Dạ thì hình như là hôm đó em cũng đã thích anh á. Cũng có tình cảm. Tại vì lúc đầu thì gặp hơi vỡ mộng thôi. Nhưng mà sau khi anh chở em lên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ạ, thì ngồi nghe anh kể chuyện thì anh kể chuyện nghe rất là dễ thương. Em cũng thích. Xong rồi em cứ thấy anh, ủa cái anh này kỳ ghê, xuống chơi với mình lâu như vậy, dành thời gian mình cho mình nhiều như vậy, cũng hay tặng quà mình vào các ngày dịp lễ vậy mà không thấy có tình gì với mình hết. Đợt đấy bạn em có dẫn em đi xem một bộ phim ở chiếu rạp á, đó là bộ phim Mắt Biếc. Thì cuối bộ phim có cái câu đó là có hai thứ trong cuộc đời chúng ta không nên bỏ lỡ. Một là người, một là chuyến xe cuối cùng, hai là người thực sự quan tâm đến bạn. Thì em thấy từ trước đến giờ có chồng em là người quan tâm em nhiều nhất, thật lòng nhất, thì em cũng không muốn bỏ lỡ chồng em. Cái đêm đó về em tỏ tình với chồng em luôn. Trời ơi. Lúc đó là Hoàng phản ứng sao? Dạ em thì đồng ý ngay anh. Đồng ý ngay kéo lỡ. Chuyến xe cuối cùng. Dễ dãi thật sự. Chuyến xe cuối cùng em không lên thì lỡ mất chuyến xe sao? Đúng rồi. Em phải đồng ý ngay. Rồi hai bạn quen bao lâu thì mới cưới? Là chính xác thì khoảng hơn 3 năm ấy, 3 năm 2 tháng vậy. Sao lâu dữ vậy? Bởi vì ở cái cuộc tình đó nó còn một cái đoạn chia cách ngắt quãng, chia cách. Cái khúc đó là cái khúc mà vợ chồng em chia tay. Một ngày đó là cũng đẹp trời. Tức là em hết thời gian em phải về đơn vị. Mà vợ em hồi đó kỳ lắm. Cứ đến cái lúc mà em về ấy, là kiểu gì cũng tìm cái cớ gì để giận. Thế là em về xong rồi tự dưng hai đứa im lặng thôi, không có ai nói chuyện với ai hết. Mà hồi đó em mới có 23 tuổi à. Em sợ cưới lắm, đang nhỏ tuổi lắm. Thấy anh bảo cưới em sợ. Xong rồi anh nói cưới là anh bảo là cưới xong thì em công tác ở Hóc Môn, thì mình cưới xong thì mình về Bình Dương mình công tác. Và trong khi đó anh làm ở Củ Chi, em thì công việc ổn định ở dưới Hóc Môn rồi, em không muốn về Bình Dương. Tụi em không thống nhất được cái việc cưới xong thì ở đâu. Thì tụi em cũng cãi nhau rất là nhiều lần. Lúc đó tụi em tạm chia tay nhau một thời gian. Nhưng mà bây giờ hỏi Hoàng là tại sao Hoàng lại chủ động quay lại? Thì nó cũng là trùng hợp với cái đợt đó bị cao điểm dịch đó anh. Thì em mới lại nhớ đến vợ em. Em bảo bây giờ nếu mà dịch giã như vậy mà vợ em ở trên thành phố, mà cái chỗ mà trung tâm dịch cái vùng đỏ ấy, thì em cũng lo. Thế là em mới quyết định là mạnh dạn gọi điện thử xem vợ em còn chặn máy, chặn số của em nữa không. Thế là hên quá, mở máy rồi. Tại sao lại mở máy? Dạ, tại thời điểm dịch đó thì em cũng lo cho chồng em ạ. Tại vì là chồng em thời điểm đó là cũng đi tham gia chống dịch với đồng đội, đi phát lương thực cho dân á. Em nghĩ là công việc của chồng em như vậy thì rất là dễ bị dính bệnh Covid. Thì em nghĩ là có rất là nhiều người ta phải chia ly nhau trong cái thời điểm dịch đó. Đúng tại rồi. Sao mình đang còn nhìn thấy nhau mà mình lại không nói chuyện với nhau? Đúng rồi. Thế nên là em mở chặn ra và em nói chuyện với chồng em. Trời ơi, nghe xúc động quá. Như vậy là chắc sau bao nhiêu sóng gió thì cái đợt này quay lại là coi như là cưới luôn chứ đúng không? Lúc đó thì bọn em về cũng báo với gia đình, xong rồi hai mẹ cũng đi xem ngày, rồi cứ thế hai bên gia đình dục dịch lo đám cưới cho tụi em. Thì tại vì là đặc thù công việc của chồng em là suốt ngày ở trong đơn vị, không được ra ngoài như những cặp đôi bình thường á. Và cũng như cái tưởng tượng của em trước khi cưới á, là sẽ rất là hạnh phúc, hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi chọn váy cưới này, rồi cùng nhau đi chọn thiệp này. Nhưng mà đến hôm đó thì thật sự thì em rất là buồn và tủi thân. Ban ngày thì em đi làm, hết giờ làm thì em tranh thủ thời gian để em đi thử váy cưới. 8-9-10 giờ mà em vẫn đang còn lang thang ngoài đường để đi tìm tiệm chụp hình với tiệm váy cưới. Tự em đi đặt thiệp cưới, tự em đi lấy nhẫn cưới. Nó rất là buồn. Dạ. Chị rất là hiểu cảm giác của em, ngày xưa chị cũng vậy á. Đôi lúc em cũng tự động viên mình là chồng mình ở trong đơn vị là chồng mình đi làm mà, đâu phải đi chơi đâu. Thực ra đối với vợ chồng em thì cái hoàn cảnh và cái tư tưởng ấy là em đã chuẩn bị trước cho vợ em rồi.
mạnh mẽ, dũng cảm mà chấp nhận lấy em á, thì sẽ có rất nhiều chuyện mà vợ em phải làm một mình. Đấy, trong khi đó đến cái giai đoạn gần cưới thì em biết là vợ em rất là tủi thân. Cho nên là trong những lúc mà lựa đồ đó thì em có gọi điện rồi hai vợ chồng trao đổi trực tiếp. FaceTime. FaceTime là mình qua hình ảnh đấy. Hai vợ chồng cùng thống nhất, cùng lựa chọn. Vậy là vẫn có cái sự đồng thuận với nhau. Sau khi kết hôn xong thì mình có bị vỡ mộng không? Cái cảm giác của mình nó kiểu như mình có hy vọng về một cuộc hôn nhân làm cho tình yêu nó thăng hoa hơn, nhưng mà nó lại không được như vậy. Có, em vẫn bị vỡ mộng ạ. Em cũng đang phân vân là không biết mình có chọn đúng hay chọn sai không. Đến nay là vợ chồng em là cưới nhau được 3 tháng 20 ngày. Mới cưới. Đó, rất là son luôn. Ôi son lắm luôn. Dạ, 2 tháng đầu thì em vỡ mộng, nhưng mà sang tháng 3 thì em cũng quen dần rồi. Dạ. Không, bây giờ mình phải hỏi bây giờ tới cái phần đặc biệt đi. Đặc biệt. Mới có 3 tháng ở với nhau à. Vâng. Chắc có lẽ là những cái vỡ mộng á, những cái tật xấu á, chắc nó chưa có lộ ra. Chưa nhiều đâu. Đúng rồi. Anh tính hay cầm ràm á chị. Rồi. Kiểu giống như bệnh nghề nghiệp á. Miệng cầm ràm nhưng tay vẫn làm. Một cái tính là hơi nhây. Nhây. Nhà của em ở là cái nhà vệ sinh nó bị hỏng khóa. Thế là có mỗi khi em đi tắm hay là đi vệ sinh á, là anh lại canh ở ngoài để anh mở cửa. Anh mở cửa anh không làm gì hết đâu, anh chỉ có mở cửa xong anh hút hà. Hút hà. Dạ. Thật là có mỗi lần anh hút hà như vậy em cảm thấy rất là áp lực. Nhưng mà vợ em kỳ lắm, bởi vì sao em hay trêu. Vì vợ em nhiều khi vợ chồng rồi ấy, nhưng mà còn e ngại nhiều thứ lắm. Em hù vợ em bảo trời ơi, trời chồng ơi, bây giờ vợ đi tắm mà còn áp lực hơn đi thắp giảng nữa. Rồi còn cái tật gì nữa không? Có một cái tật nữa là ví dụ như những cái giờ mà được về với vợ ạ, thì anh rất là ham chơi thể thao, anh hay thích đá banh với đánh bóng chuyền. Anh không về luôn đâu, em thì ở nhà em trông ngóng quá trời, mình thì ở dưới đây cứ vậy, anh chơi nốt ván bóng chuyền đã anh về. Trời đất ơi, cái này không được này. Tranh thủ tận dụng từng chút thời gian với vợ chứ. Có lãng mạn không? Chắc là do đặc thù công việc của chồng em á, là khuôn khổ. Cho nên là chồng em so với những người khác thì chồng em không được lãng mạn giống như người khác đâu ạ. Nghe em bảo là em thích hoa hồng lắm, đợt lúc nào về anh cầm cho em bông, anh mua cho em bông hoa hồng nhá. Kê thì đơn vị trồng nhiều hoa hồng mà, anh ra ngoài vườn anh ngắt bông, anh bỏ trong cốp xe mang về tặng vợ. Như vậy là ở đây chú ý nha, hoa hồng mà mất là do anh ấy nha. Rồi đó. Rồi bây giờ nhân đây thì Lệ có muốn Hoàng thay đổi điều gì không? Nhân đây thì em cũng muốn là chồng em này về nhà thì bớt càm ràm với em hơn. Thay vì càm ràm thì nói nhiều lời yêu thương với em hơn, bởi vì con gái thì thường yêu bằng tai. Đúng mà. Đúng rồi. Dạ. Thế còn Hoàng có thấy Lệ có cái điểm xấu gì mà mình bị vỡ mộng không? Dạ thì nói chung là cũng có đó chị. Vỡ mộng là cái đầu tiên ấy, là vợ em thì trước giờ cũng cứ nói bên gia đình ấy, là vợ em là gọn gàng nhất. Đến lúc về nhà thì em mới thấy là cũng chưa gọn gàng lắm đâu. Chiều đến em về là chuẩn bị đi nấu cơm là thấy nồi cơm rồi các thứ là nó chưa được đúng vị trí lắm. Thì em vừa dọn em vừa vợ em về là em nói liền. Thấy chưa? Cái gì nó cũng có nguyên nhân hết trơn á. Giống chồng em quá anh ơi. Không đâu anh ơi. Tại vì là các anh bộ đội á, tiêu chuẩn sạch sẽ và gọn gàng nó cao lắm. Đúng rồi. Cho nên là những người như em á, sạch sẽ cũng chưa đạt tiêu chuẩn với anh ở đâu. Cái tật xấu nữa là liên quan đến cái tật xấu thứ nhất. Em thấy mà nó không hợp lý như vậy, em nói vợ em mà vợ em mới làm câu chồng mà nói vậy vợ không nghe đâu, đừng có quát vợ, thế là bỏ đi luôn. Tức là nói với vợ em là phải là nói nhẹ nhàng. Đúng rồi, giống như em bé vậy đó. Vậy thì vợ em mới nghe. Nhân đây thì bây giờ Hoàng muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì cái đầu tiên là em muốn vợ em có một cái sự khoa học trong cái sắp xếp công việc á, thời gian để công việc, cái gì làm trước cái gì làm sau. Cái thứ hai nữa là cũng hiểu về cho cái đặc thù của em. Nhiều khi về là em cảm thấy em nói thế là rất là bình thường, nhưng mà vợ em nghĩ đó là em quát vợ em mắng vợ em thôi, nhưng mà không phải. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì, là trong tình yêu ấy, cái điều quan trọng nhất là sự chấp nhận. Giống như là Lệ nói từ đầu á, là mình chấp nhận rồi, mình chấp nhận tình yêu này rồi. Dạ. Là mình sẽ phải đối diện với rất nhiều những cái sau đó. Thế thì bây giờ tiếp tục chấp nhận thôi. Hai người phải chấp nhận những cái điều chưa được hoàn thiện ở nhau và cố gắng để thay đổi mình để cho phù hợp với người kia hơn. Thật ra thì cái câu chuyện của tụi em á, để đến được với nhau nó cũng rất là khó. Đến với chương trình thì em cũng xin cảm ơn gia đình hai bên đã cố gắng tạo điều kiện và
động viên hai vợ chồng em trong cái khoảng thời gian mà tụi em chia cách nhau để tụi em có được ngày hôm nay ạ. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chỉ huy thủ trưởng cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện cho em cái thời gian mà dành cuối tuần đấy để xuống chơi với vợ em, để có thời gian để em cưa cẩm được vợ em. Đối với vợ em thì đứng lên đi. Nắm tay nhau nói nè. Trời ơi. Anh cảm ơn vợ cho suốt thời gian vừa qua. Em là một người hết sức dũng cảm và chịu hy sinh, chấp nhận anh để đến với anh và đến với cái ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta. Em cũng cảm ơn anh đã chọn em, đã cho em một gia đình. Cảm ơn anh đã chọn em làm người đồng hành với anh, cùng anh đi đến hết cuộc đời. Bây giờ chị giới thiệu một số những thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán cũng như là công việc hiện tại của chị nhé. Dạ. Em alo. Tên là, vâng, chị anh nghe rõ không ạ? Anh nghe rõ em nói không ạ? Dạ, nghe rõ, nghe rõ. Dạ, dạ. Mời bạn. Ừ. Bạn giới thiệu đi. Cho em chuyển mạng đến 4G một xíu. Dạ. Vâng. Ok đấy bạn. Dạ. Em tên là Lê Thùy Linh, em sinh năm 1994, quê nguyên quán của em thì ở Thanh Hóa, hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng, hiện tại em đang thường trú ở Hà Nội. Bạn đọc lại họ và tên của bạn nhé. Ê, hình như là cái 4G này nó còn lag hơn cái wifi á. Yeah. Em là Lê Thùy Linh ạ. Lê Thùy Linh ạ. Mạng bị lag rồi bạn. Lag hơn ạ? Chắc là mạng của Hiệp bị lát. Mạng của em bị lát á, chứ chị vẫn nghe. Chị có nghe được đúng không? Dạ ok. Rồi thôi em lát em im đi. Không phải ngại. Ừ rồi ok. Rồi mình nói tiếp đi Linh ơi. Mình 94 rồi, quê quán nghề nghiệp của mình ha. Rồi. Vâng, quê quán của em thì ở Thanh Hóa. Còn nghề nghiệp hiện tại của em là làm nói đúng ra thì nó về chuyên ngành của em thì nó cũng hơi khó thì em cứ nói. Em cứ nói đi em. Tại vì vâng, chị cũng biết là cụ thể là công việc của em là gì. Vâng. Em sẽ làm về mảng phát triển kênh phân phối ở tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện. Tức là bên em sẽ phân phối sản phẩm bảo hiểm qua các cái hệ thống của hệ thống bảo hiểm số. Kênh ngân hàng hả? Là digital ấy ạ. Tức là ví dụ như bên em sẽ phân phối trên mảng Momo, Tiki hoặc là Shopee. Đấy, thì em sẽ làm. Nhưng mà bên em bảo hiểm của bên em là công ty gì? Bên em là bảo hiểm bưu điện, là với phi nhân thọ. Ừ. Đấy, thì nếu mà chị mà lên nền tảng Tiki hay là Shopee để mua bảo hiểm ạ, thì sẽ thấy thì bên em sẽ làm một cái mảng để phát triển kênh phân phối trên những cái đối tác đấy. Rồi ok. Rồi, giờ mình đang làm ở đâu vậy Linh? Hiện tại thì em đang công tác sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Ừ. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu tình trường của mình như thế nào mình trình bày ha. Dạ. Chị chờ em một xíu, em ra cái góc này nhé. Ừ, mà chị hỏi một xí nè Linh, nếu mà tham gia ghi hình ở Sài Gòn thì em có vào được không? Chắc là vào được chị ạ. Vào được hả? Vâng. Ok em. Rồi mình nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu tình trường của mình nè. Vâng. Nếu mà nói về điểm mạnh thì chắc là em có khả năng tự tin thuyết trình trước đám đông, vì là em cũng có khả năng làm MC. Tự tin, linh hoạt. Em nghĩ thế là điểm mạnh của em. Còn về điểm yếu thì thật ra thì cái này mọi người cũng nói em rất là nhiều, tức là tính em hơi bị OCD á, tức là nó bị ngăn nắp quá nên mọi người bên cạnh sẽ không nói thoải mái lắm, hoặc là nhiều cái em sẽ bị cẩn trọng và suy nghĩ quá nhiều nên là sẽ đôi khi là có những cái phải ra quyết định thì nó không được nhanh. Đấy là cái điểm yếu của em, đôi khi nó hay bị lưỡng lự. Rồi về tình trường của mình thì ra sao, có mấy mối tình rồi, mình đã kết hôn lần nào chưa? Em chưa, em đang độc thân ạ. Hiện tại thì nếu mà nó trải qua thì nó sẽ là những cái vu vơ vu vít thôi ạ. Tức là ví dụ như là thời sinh viên thì cũng sẽ có những chứ không có mối tình nào mà mối tình chính thức của em hết hả? Đúng rồi, nó sẽ có những cái có một cái là đơn phương, có một cái cũng là hai bạn cũng. Rồi em kể về mà. Vậy thì chính thức với lại đơn phương của em thì là mấy mối tình? Là hai ạ, một đơn phương, một chính thức ạ. Rồi ok, mình nói về hai mối tình này ha.
mình đơn phương bao lâu, lý do vì sao mình đơn phương người ta, mình thích người ta cái... Lần cái thời đấy thì nó là cái thời đại học thôi, bạn ấy giỏi, bạn ấy học giỏi thì mình thích thôi, mình cứ thích thầm vậy thôi. Em nghĩ mà mình có thổ lộ không? Không ạ, thường là thích và giữ trong lòng ạ. Em nói rồi, tính em hay bị cẩn trọng lưỡng lự, nên là cái cả có cái gì đấy nó cần một cái sự, em cũng cảm nhận là em cần một cái sự an toàn, nên là em thường sẽ không bộc lộ trước. Thì chỉ như vậy thôi, chỉ thích rồi mất thần kia thì sao, đơn phương người ta bao lâu vậy? Cái đơn phương thì đơn phương 2 năm. Mà không thổ lộ cho người ta biết, ai biết người ta cũng thích mình sao? Đúng mà rồi. Ta sợ mình khó thì sao? Đúng rồi. Đấy á, nên là bây giờ nhiều khi nghĩ lại cũng hơi tiếc. Bây giờ không có liên lạc gì hết á hả? À dạ, bạn bè nên là đôi khi thôi, đôi khi cũng nhắn tin hỏi han bạn bè thôi. Bởi vì bạn ấy cũng lập gia đình rồi ạ. Rồi, biết ha. Vâng. Bây giờ người ta cũng không biết là em thích người ta à? Không ạ. Biết giữ đến cùng ạ. Giấu đến cùng ạ. Rồi ok. Mình nói tiếp về cái cuộc tình đầu tiên của mình, cũng là duy nhất của mình đi. Quen bao lâu, lý do vì sao hai bạn chia tay? Vâng, thì đấy là thời sinh viên ấy ạ. Thì là sẽ cùng làm chung ở một địa điểm làm thêm. Thì tụi em quen nhau. Tuy nhiên là thời sinh viên mà chị, tức là em thì lại học ở trường 4 năm, bạn học trường 5 năm. Thế thì em sẽ ra trường trước, bạn sẽ ra trường sau. Khi em ra trường rồi thì cái định hướng cuộc sống của em khi đi làm nó sẽ khác. Và bạn khi bạn đến thì bạn vẫn đang học ở trong trường. Thế thì cái quan điểm cũng như cuộc sống của hai người không chung định hướng, nên là cũng thôi ạ, cũng không đi rồi. Rồi. Vậy thì từ thời sinh viên tới giờ là mình không quen tìm hiểu ai luôn à? Thật ra là nó sẽ là có tìm hiểu, nhưng mà nó cũng như nào nhỉ? Nó cũng không tới đâu ạ, tức là chỉ là tìm hiểu thôi ạ. Rồi tìm hiểu bao nhiêu người rồi mà tại sao không đi đến đâu? Cho cái lý do, ví dụ một hai người là do cả hai, còn nếu như mà 3, 4, 5 người thì là do mình đó nha. Có phải là mình xấu quá. Đúng rồi. Chắc là cũng khoảng 3 người chị ạ. Tức là khi mà trải qua những cái đấy rồi thì đôi khi em nghĩ là không biết, có thể là đến từ do em, hay là em là người không biết cách yêu thương, hoặc là biết cách thổ lộ cho người đấy biết được là mình cũng yêu thương người ta. Tức là có thể là mình thích người ta nhưng cách của mình thể hiện ra người ta không cảm nhận được ấy. Nên là em nghĩ là có thể em đang bị yếu ở cách yêu. Em nghĩ như thế. Hoặc là đôi khi là em cũng nghĩ em bị cứng nhắc quá, bị khô khan ấy. Mặc dù có thể là mình suy nghĩ mình không vậy, nhưng cái cách thể hiện của mình ra mình cứ để người ta cảm thấy là mình khô khan, là mình không yêu thương người ta, thế là người ta cứ thế mà cứ lảng dần thôi. Nên nó cũng chưa thể đâu. Rồi ok. Ở những cái người mà em thích thì thường sẽ có cái hình mẫu như thế nào? Ngoại hình ra làm sao, nghề nghiệp, quê quán của người ta như thế nào? Vâng. Tức là nếu mà nói về hình mẫu, thường em là người hướng ngoại thì em sẽ thích những cái bạn hướng nội một chút. Em thích thường thích là những bạn hướng nội một chút. Quê quán thì thường là sẽ xung phong từ Thanh Hóa đổ ra Hà Nội. Quê quán là từ Thanh Hóa đổ ra Hà Nội, xung quanh Hà Nội. Với các bạn ấy thì thường là sẽ cao hơn em tầm khoảng 1m7 hoặc là hơn 1m7, đậm đậm người mà kiểu đậm người là sao? Đậm người tức là như này, nó cũng đầy đặn, mô đầy đặn như thế đầy nào đặn. Mà để chị hiểu thì chị mới tìm được một đầy người đặn cho em được. Nó đầy đặn đúng không? Vâng, rồi. Đầy đặn. Cao đầy đặn. Không quá đen. Cái đó hết trắng đúng không? Rồi. Không. đấy ạ. Về thường thì em cũng sẽ thích những bạn mà có cái học thức, cái tầm hiểu biết các bạn nó sẽ tốt hơn em. Tốt hơn em là như thế nào, mình cụ thể ví dụ như công việc của người ta như thế nào, tiền người ta làm một tháng là bao nhiêu thì chị sẽ dễ hơn ha. Vâng, hoặc là cái công việc của bạn thì cũng sẽ, thường là em cũng sẽ quen các bạn với công việc của các bạn cũng hiểu cái công việc của em. Về cái mảng tài chính ngân hàng ấy, hoặc là bảo hiểm, các bạn cũng sẽ hiểu được cái
công việc đấy để cùng san sẻ với nhau. Còn hoặc là IT, tức là em sẽ quen các bạn thường là các bạn làm liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc là bạn các bạn IT. Thì em sẽ thường chơi với các bạn ở trên lĩnh vực đấy ạ. Rồi về tức là em cũng thường thích các bạn nam mà có cái sở thích về thể thao ạ. Thì các bạn cũng biết chăm lo sức khỏe của bản thân, thể thao cũng lành mạnh, đi chơi bóng đá hay chơi bất kỳ một môn thể thao nào đấy. Rồi độ tuổi thì sao em? Độ tuổi thì em thường mong muốn là 87, 89, 90. Là trong những cái tuổi đó thôi, ngoài lệch tuổi đó không được à? Mình cho một cái khoảng nhất định thì ví dụ như chương trình sẽ cho sẽ tìm cho mình nhiều cái option nó khác nhau. Thế thì bằng cái gì sẽ là từ 86 đến 92. Rồi mình còn mong muốn gì nữa không nè? Thật ra thì nếu mà nói về mong muốn thì em cũng không có mong muốn gì đâu, bởi vì một cái bạn nào đấy bên cạnh em mà em cảm thấy phù hợp thì là bạn sẽ mang lại cho em cảm giác an toàn về tài chính, về kinh tế, về tinh thần. Em một tháng em làm lương bao nhiêu? Thời tế nhị chị ạ. Tại vì chị hỏi để chị ghét cho người phù hợp, chứ bây giờ em cứ đòi hỏi như vừa mà người đẹp trai mà vừa người kinh tế nữa thì người ta sẽ đòi hỏi ngược lại đó em. Dạ vâng, chắc là khoảng 20 triệu một tháng ạ. Rồi ok. Rồi mình có sở trường gì không? Ví dụ nấu ăn, ca múa, hát gì này kia có được không? Mà em có sở trường là em có thể ca hát và đánh đàn guitar. Em cũng có thể chơi cầu lông, đánh chắc là chơi cầu lông và bơi lội tốt ạ. Rồi mình thì những thông tin ở đây của em chị đã ghi nhận lại hết rồi, thì mình có thể là kết thúc bằng một hai câu hát của chương trình ha. Bài nào cũng đông được. Lắm chị ạ. Đông lắm hả? Đông lắm. Vâng. Rồi ok vậy mình cứ em đông lắm ạ. Rồi ok vậy mình cứ chuẩn bị trước đi, rồi có gì nếu như mà được chọn vào vòng trong hoặc là nếu có đối tượng phù hợp thì bên chị sẽ biên tập sẽ chọn, em sẽ ngồi lại nói chuyện với em thì em hát cho biên tập ha. Rồi dạ. Cảm ơn. Em sẽ gửi clip YouTube của em cho biên tập ạ. Rồi ok em được rồi. Chị ha em ha. Rồi cảm ơn. Thì một số những cái thông tin cá nhân của mình, bạn nói to lên một chút xíu nhá. Tín hiệu âm thanh của bạn nó không tốt á. Mình tên là Huyền, năm nay mình 32 tuổi. Họ và tên đi bạn. Hoàng Thị Thu. Họ và tên. Hoàng Thị Thu Huyền. Rồi Huyền sinh năm bao nhiêu? 90 ạ. Rồi. Nghề nghiệp. Dạ, nhân viên văn phòng, quê quán Vũng Tàu. Bạn làm nhân viên văn phòng thì bạn làm bên mảng gì, ngạch gì? Marketing ạ. Hiện tại là bạn đang làm ở công ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 1. Bạn đang sống ở quận 1 luôn. Sống ở quận 2. Rồi. Huyền là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Điểm mạnh thì là người học hỏi nhanh, có khả năng giao tiếp. Điểm yếu thì là người sống hơi tình cảm. Rồi sống hơi tình cảm thì tại sao bạn lại cho cái đấy là điểm yếu? Tại vì sống tình cảm quá thì nhiều lúc ví dụ như là mình sẽ bị những cái cảm xúc nó lấn át lý trí, rồi nó ảnh hưởng đến tâm trạng. Huyền có tài lẻ gì? Ca hát, nhảy múa, làm thơ. Dạ, mấy cái đó có hết đấy ạ. Rồi bây giờ bạn hát thử. Hát thử một bài thay đổi không khí chương trình nhé. Hát thử một bài hả? Ví dụ như... Trời, mắc cười quá. Em ơi đừng khóc. Ngân ngang. Em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai một tắt. Trong trong màu mắt có chút tiếng chi vi. Dạ bài chắc đủ rồi đúng không? Rồi ok. Hát vui mà nếu mà tham gia chương trình thì mình hát thoải mái hơn, mình chuẩn bị kỹ hơn hả? Ok ạ, không để vậy. Ok,
Thì trước giờ tình trường của mình như thế nào hả Huyền ơi? Dạ, một mối tình duy nhất. Kể chi tiết và cụ thể về cái mối tình này giúp mình nhá. Mối tình này hả? Thì nói chung là hai người yêu nhau nhưng mà kiểu chia tay vì lý do là mình kiểu để cho anh ấy lo cho tương lai của anh ấy, cho nên là chia tay. Nó là lo cho tương lai gì? Ý là ảnh muốn sống một cuộc sống anh đang muốn, mình cuộc sống anh mong muốn thì mình không Anh ấy chia sẻ là anh ấy muốn sống cuộc sống của anh ấy mong muốn, thì anh ấy cuộc sống anh mong muốn là như thế nào? cuộc sống mong muốn là ý là lo cho xây dựng sự nghiệp trước đấy ạ. Hai người yêu nhau được bao nhiêu lâu? Được 3 năm ạ. Ai ai là người chủ động dừng trước? Là anh ấy ạ. Thế là chia tay từ năm bao nhiêu hả Huyền? Chia tay năm 2013. Vậy là 10 năm rồi, 10 năm rồi thì có đi tìm hiểu không? Có ý là cũng không có chủ động tìm hiểu gì lắm, nói chung 10 năm là cũng không có yêu ai hết. Có được mối lái gì không, có được mai mối gì? Dạ cũng không, tại cũng lo học đi du học này nọ cho nên là cũng không có, tại vì 5 năm qua Nhật học thạc sĩ cho nên là cũng chú tâm học thôi chứ cũng không có yêu đương. Rồi. Bạn mong muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như thế nào Huyền? À dạ, mẫu người là người nam, nghĩ là mình nói hơi nhiều cho nên mình nghĩ là một người nam trầm tính một chút, chín chắn, thì tiến đến hôn nhân cho nên là muốn một người chung thủy chân thành. Còn nếu mà kiểu cảm thấy không chung thủy không chân thành được thì thôi. Rồi, về ngoại hình. Ngoại hình thì mình thì cảm thấy mình thích những người có chiều cao chút, thì mình hơi lùn. Cao trên mét mấy? Chắc tầm khoảng mét sáu mấy mét bảy là được, cũng không có yêu cầu quá cao đâu. Mập ốm gầy, mặt mũi sao? Người vừa vừa là được, mặt mũi thì không cần phải quá đẹp đâu, quá đẹp trai đâu, vừa vừa ưa nhìn là được. Công việc nghề nghiệp. Tại vì mình cũng có kiểu học vị thạc sĩ cho nên là mình nghĩ là bạn đó tốt nghiệp trường cỡ đại học trở lên, với lại nghề nghiệp thì ổn định có chiếc cầu tiến là được. Nghiệp ổn định chỉ có một tiếng. Rồi. Về tuổi tác thì sao bạn? Tuổi tác thì thật ra là mình thích người lớn tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi mình, đi nhỏ tuổi hơn thì sợ cái suy nghĩ nó hơi khác. Rồi, cứ lớn tuổi hơn là được, lớn hơn mấy tuổi? Tại vì tuổi mình cũng hơi lớn rồi cho nên lớn hơn mấy tuổi cũng được, nhưng mà lớn hơn cỡ tầm 3 tuổi trở lên thì tốt, 3 đến 6 tuổi thì là Rồi. Ok. Bạn ấy mà bạn mong muốn là ở Sài Gòn hay là những tỉnh khác, hay là bạn có cái về cái vùng miền đấy thì mình có không thích vùng miền nào không? Dạ không thích miền Tây cho lắm. Với lại nếu được thì miền Nam đi ạ, ưu tiên miền Nam đi ạ. Tại sao không thích miền Tây? Dạ tại vì thấy đặc trưng miền Tây mấy anh con trai hơi kiểu mềm mỏng á nha. Rồi, ok. Ok, cảm ơn Huyền nhá. Thì chương trình hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen với bạn. Nếu mà bạn được chọn vào vòng ghi hình ấy, thì sẽ có biên tập làm việc nội dung của bạn sau nhá. Kỹ hơn. Dạ vâng, Ok. dạ vâng ạ. Rồi, Cảm ơn bạn. cảm ơn mọi người, chào mọi người ạ.